Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp. Liên hệ ngay hotline để được tư vấn. Anh đọc thẳng ấy, là đọc thẳng nó không được vẹo. Chuẩn là 1 triệu mắc. Được rồi. Tức là đọc nhá, tôi để ý rồi. Tức là khi đọc là hai cái khóe miệng của anh rất thẳng, nó không bị vẹo. Thế có nghĩa là khả năng là đọc đúng. Vuông đét luôn. Vuông đét. Đây là ngày cuối cùng bế mạc triển lãm Quỳnh Ngọc Quỳnh Lưu Nghệ An. Những cái triển lãm mà quá hoành tráng cơ. Nó bảo tính chiều cao rồi mà có vướng không? Chỉ còn một vài cái đổ thì sao? rõ đây rõ lại, rõ to này. Mình bắt đầu lấy cây này. Nhìn thấy quả có như là đèn. Ui dài, răng rạc tiền thích nhé. À vẫn còn nhiều cây nữa này đang trả dần. Mai mới trả chính mà đúng không? Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay là ngày 1 tháng 7 2024. Vậy là ngày cuối cùng của triển lãm Quỳnh Ngọc Quỳnh Lưu Nghệ An, với cái chủ đề là bình an và hạnh phúc. Một trong những cái cuộc triển lãm mà được đánh giá là lớn nhất cái tỉnh Nghệ An từ trước đến nay. Hôm nay thì rất là nhiều tác phẩm đã được các chủ nhân đón về. Như quý vị các bạn thấy đây thì rất nhiều tác phẩm đẹp. Và tổng kết lại thì cái triển lãm Quỳnh Ngọc Quỳnh Lưu vừa rồi thì có một điều rất là tuyệt vời là giao dịch cái tác phẩm hạnh phúc này, bình an và hạnh phúc, thì hạnh phúc đã giao dịch với cái giá trị thì rất là nhiều tiền. Tuy nhiên là ban tổ chức thì cũng như là chúng tôi cũng không thống nhất là không công khai giá, mà lấy đây là một cái sự kiện để mà cho cộng đồng làng cây nhìn thấy một cái giao dịch rất là tuyệt vời, một tác phẩm mà rất là quý, thuộc hàng top những cái cây quý hàng đầu của Việt Nam. Cái cây này thì tôi biết rất là rõ, và cả một cái quá trình nó được chuyển giao qua rất là nhiều thế hệ, như là trước đây thì của anh Sử Bát Há, lúc mà nó dựng thì những cái cành chi này nó còn rất là nhỏ và nó gần như chưa có gì. Rồi đến khi mà nó chuyển nhượng đi thì về cho anh Thắng Nhôm, là lúc đấy bắt đầu về anh Thắng Nhôm mà anh ấy gần như là ép bông, còn trước đây là để nó còn đang tương đối là sơ sài, nhưng về Nam Định mấy năm thì diễn được cái bộ bông tàn nó rất là mịn. Sau đó cái tác phẩm này thì chuyển về cho ông Hữu Còi ở Hưng Yên, và sau đó thì anh em Hà Đông mua về, và ngày hôm nay thì chính thức là tác phẩm này đã ở lại Nghệ An. Đây là một điều cực kỳ tuyệt vời, tại vì một tác phẩm rất là quý như thế này mà đã được anh em Nghệ An yêu mến, thích nó và giữ lại sau cái cuộc triển lãm. Và được anh em coi như là ban tổ chức cũng chia sẻ rằng là cái cuộc triển lãm lần này là giao dịch được cái số lượng cây và số lượng gọi là tiền rất là nhiều. Nghe đâu là lên đến mấy chục tỷ đấy, nó rất là nhiều, nhưng mà nó không công khai chi tiết. Nên là mọi người cũng không hiểu được. Ví dụ như kể những cái tác phẩm như thế này, tác phẩm này đẹp như này, quý như này, mà cũng được giao dịch, cũng được anh em Nghệ An là giữ lại. Đấy, quý vị thấy không? Cái này cái gì? Bạn hay gọi là mỏ neo, mỏ neo gì đấy? Mỏ neo cái gì phải? Đó. Cây thì đang chuyển về dần dần rồi. Mấy cây của Đông Anh là về trước rồi đúng không? Đông Anh là về rồi. Thế ở đây còn mấy cái tác phẩm của anh Tuấn Phương thì chắc là ngày mai thì anh mới cho truyền về. Thì hôm nay thì buổi tối hôm nay là ban tổ chức triển lãm Quỳnh Ngọc sẽ làm một cái chương trình gọi là bế mạc triển lãm Quỳnh Ngọc, để mời anh em các nhà vườn, rồi ban tổ chức, anh em yêu cây là có một buổi giao lưu cuối cùng trong cái cuộc triển lãm, và mừng cho triển lãm Quỳnh Ngọc thành công tốt đẹp. Đấy, Tam Long Tọa Sơn của bạn Đương. Đấy, ba thân nghệ nhân Phương Pháp Sư, kinh quá, đặt tên quá kinh điển. Rồi Ngũ Đại Tướng Quân. Cái thạch thư này là tôi cũng viết cho anh Tuấn này. Đây, thạch thư. Phải không anh Tuấn nhỉ? Đặt cái tên mà. Ôi giời. Thế à?
Tên giờ nổi tiếng thì sướng chứ sao? Kinh khủng. Đẹp. Xuân Thu gì anh? Từ tay em khắc. À, từ tay khắc cái viên này nó còn cảo cái cầm quay đúng không? Đúng rồi. Ừ. Xuân Thu của anh Tuấn Phương. Bây giờ chắc là nhiều tiền lắm rồi nhỉ? Có triệu thôi. À, cũng triệu. Anh được đọc thẳng ấy, là đọc thẳng nó không được vẹo. Chuẩn là 1 triệu mắc. À, được rồi. Tức là đọc nhá, tôi để ý rồi. Tức là khi đọc là hai cái khóe miệng của anh rất thẳng, nó không bị vẹo. Thế có vẻ là khả năng là đọc đúng đấy. Vuông đét luôn. Vuông đét. Bật kinh nhỉ. Triệu đô à? Quá kinh. Bắt đầu bật lọc ấy nhỉ. Hôm sửa y mịn. Đấy 10 ngày, đúng 10 ngày đấy. À, đến ngày hôm nay là 9 ngày nhỉ. Nhưng mà cái cây này nó chỉ ra được cái lộc lộc nhỉ. Nhưng cái cây kia nó đang hoa màu đẹp chưa? Ừ, cây ý thì kinh rồi. Đấy lại có quả nhé, cây không có hoa. Cây không có hoa lại có quả. À đấy ạ, cây này có quả. Quả có mong muốn thì ông cắm vào thân ông. Đẹp. Nói chung là đây là một cái cây mà tôi phải đánh giá là anh Tuấn làm quá thành công luôn. Vì cái thời gian làm nó rất ngắn thôi, nhưng mà nó lại hoàn thiện rất là nhanh mà nó ra form bông rất là đẹp. Nói chung là chuẩn chỉ làm đẳng cấp đấy. Đó là nếu bình thường là mọi người sẽ làm rất là lâu, nhưng mà đây thì có bạn là Phương, bạn ấy xử lý cho anh Tuấn là rất là nhanh. Ở đây cái khu vực là bày những cái cây của tôi, của ông Thọ và của ông Tình. Những cây thì mọi người cũng đã ngắm tương đối là kỹ rồi. Nhưng mà nó có một cái điểm rất là hay là tác phẩm Long Vân Quần Mộc đang ra hoa rất là nhiều luôn. Rất là nhiều hoa đang bật lũ. Để đây khoảng độ 10 năm ngày nữa thì chắc chắn là kín đặc hoa luôn. Cái chỗ này là cái... chính là những cái cành mà nó đi nó bị táp hôm mà chuyển vào đây, thì bây giờ những cái đầu của những cái táp đấy nó lại đang lên toàn hoa không. Tôi đang nhìn đây là toàn hoa là hoa nhé, không có tí lá nào luôn. Là hay là cái tác phẩm này giờ này vào thời điểm đẹp. Sang bên này, mặt bên này nhìn còn toàn hoa đây. Thích thật đấy. Chơi cây hoa giấy là nó hay. Rất là hay nó như thế. Đây vào trong này giờ đang hoa nhiều. Kinh khủng luôn, đẹp vô cùng, sướng, ngắm đã đời luôn. Triển lãm mà thêm khoảng 15 ngày nữa thì tất cả mọi người vào đây sẽ được ngắm, đặc biệt là chị em, các bà thì sẽ chụp ảnh cái cây này thì thôi rồi luôn. Tôi để ý là vừa rồi cái triển lãm này thì cái tác phẩm này được là mọi người đứng chụp ảnh, chụp hành, gọi là check in nhiều gần như là nhất triển lãm này luôn đấy. Toàn là phụ nữ với trẻ em thôi. Đàn ông thì không thấy ai đứng, nhưng mà phụ nữ trẻ em thì nhiều. Đấy, cái cây thì cơ bản nó cũng vậy thôi, không có gì cả. Có cái trong cái triển lãm lần này thì tôi được thấy là rất nhiều người hỏi giá, đặc biệt là cái cây này của ông Tình. Đặc biệt là ông Tình hỏi giá, được mọi người, nhiều người hỏi giá nhất này. Có phải đến gần chục người hỏi giá. Thì có lẽ là ông Tình thì cũng còn yêu cây lắm, rất thích. Cây dưới rất là đẹp. Tại vì tổng quan cái không gian triển lãm thì bây giờ thì mọi người cũng đang bắt đầu dọn dẹp và chuyển cây về dần dần rồi. Có lẽ là ngày mai thì, và chính thức hôm nay thì đã có một số chủ nhân, ví dụ như là ở kia có cái tác phẩm của ông Thông Mơ, cái tác phẩm là tích thụ liên hoa kim hoa là cũng đã cho chuyển về rồi. Đây là có mấy cái tác phẩm này của anh Hải Việt Trì, ba cây này. Đấy, cái tác phẩm tổ ấm này, này rất là đẹp và được mọi người đánh giá cũng rất là cao. Cái tác phẩm đẹp này lần này thì ở triển lãm Quỳnh Ngọc không phải là quy tụ những cái hàng cây xuất sắc hàng đầu hoặc là những cái cây nổi tiếng từ trước đến nay, nhưng mà nó lại là xuất hiện nhiều những cây mới mà khi về đây thì mọi người đánh giá rằng là những cái tác phẩm này nó cực kỳ đặc biệt và nó cũng là những tác phẩm rất là quý ở triển lãm lần này. Đấy, như cái tác phẩm mà cái này nó gọi là gì nhỉ? Có nhớ? Lộc có nhớ cái cây này không? Mình bảo không được, cười cả áo mình. Uy vũ thần phong. Uy vũ thần phong. À, đây là một trong những cái tác phẩm mà được nhiều người hỏi giá nhất này.
Cái này là riêng đối với tôi thì đã có khoảng độ 3-4 người xin số điện thoại của chủ cây và để liên hệ. Đấy, một cái cây xanh quê. Cây này thì nó ghép năm điền thôi, nhưng mà nó là một cái cây cực kỳ già và rất là quý, cái bộ bệ rễ của nó, bông làm cũng rất là đẹp. Đó. Tuyệt vời. Còn lại thì rất là nhiều cây, mọi người cũng còn vẫn đang tiếp tục ngắm. Đấy. Chúng ta sẽ cùng đi ngắm một số các cái tác phẩm của nhà vườn Thành Quán Toan nhé. Tôi được anh Thành anh gọi điện trực tiếp, anh bảo mấy ông YouTuber thì chả quan tâm gì đến, không tiếp quay cây của nhà anh ấy. Thì hôm nay chia sẻ cho cả nhà. Ở đây thì tôi để ý là có 4 cái cây của anh Thành Quán Toan, Hải Phòng. Đấy. Cây nào nó cũng đẹp. Nói chung là anh Thành lần này mang cây vào cũng đều chọn những cái cây khá là chất lượng. Gần 2 tiếng đồng hồ 2 cây. Đẹp không? Thành Quán Toan. Cái tác phẩm này thì tôi cũng nói rất là nhiều, chia sẻ nhiều rồi. Là cái tác phẩm này nó có tên Đồng Môn Đại Trí. Cái hôm vào đây nó bắt đầu là hơi non non, mà nay lá nó dày, bộ răm nó rất là dày. Anh mang thêm cả một cái cây dưới này vào nữa này. Chào YouTuber nổi tiếng. Ôi, chào người đẹp. Anh Hiệu đánh giá về thế nào về cuộc triển lãm Quỳnh Ngọc lần này? Quá chất lượng. Quá chất lượng. Những phần chơi đẳng cấp. Vâng. Còn gì nữa? Ở Nghệ An mà có những cái sân chơi này thì không phải bàn. Còn nếu như ở người Bắc thì nó lại cũng đều nó sàn bình thường đúng không? À, đúng rồi. Nhưng mà Nghệ An đợt này thì anh em cũng là tạo ra một cái sân chơi coi như là đột phá để phát triển cái sinh vật cảnh, và mong rằng trong thời gian tới thì sẽ có như là nhiều cái cuộc triển lãm tương tự. Để anh em ngoài Bắc còn có cái cơ hội vào giao lưu với anh em Nghệ An. Và ta cũng đó là cũng niềm vui chung, chứ không phải là vui cho những Nghệ An, mà tất cả niềm vui chung cho anh em các tỉnh thành ta được giao lưu, được cọ sát. Chứ còn lâu nay thì anh em cứ nghĩ rằng Nghệ An không thể phát triển được. Nhưng lần này thì kịp thấy thế nào? Thấy có hoành tráng luôn. Vâng. Mà anh em... Theo anh thì đánh giá là cái thành công lớn nhất của cái triển lãm lần này là gì? Thành công lớn nhất thì thứ nhất là được cái đội ngũ anh em trong cái câu lạc bộ Quỳnh Ngọc là người ta đoàn kết và người ta đam mê thực sự. Vì vậy người ta đã mạnh dạn tạo ra một cái sân chơi không tính toán, không nghĩ ngợi gì. Và cũng vì vậy cho nên người ta thu hút được tất cả anh em yêu cây các tỉnh thành. Nói chung là mời cây nào thì người ta mang vào cây đấy. Mà mời ai thì người ta có mặt người đấy. Cái đó là cái thành công của anh em. Rồi. Vì vậy mà sân chơi được anh em đông đảo đánh giá cao. Quá thành công. Vâng. Đến giờ phút này thì cơ bản đã thành công được 99% rồi. Đúng rồi. Cái mà em thích nhất ấy, theo quan điểm của em, cái thành công lớn nhất là cái những cái tác phẩm này của chúng ta là tiếp cận với người dân Nghệ An, và nó là với cái số lượng nhiều kinh khủng. Tức là em rất là thích là chứng kiến những cái buổi tối mà ban tổ chức là người ta phải đóng cửa, không cho dân vào để xem đó, chứ nếu mà người ta mà anh em mà mở thì chắc là đặt kín cái sân này luôn. Nói chung là mấy hôm đấy đông như hội. Đấy. Mà cái vấn đề là tư duy của chúng ta là đối với lại những cái gọi là nghệ thuật đúng không, như những cái tác phẩm thì làm sao để nó được lan tỏa đến cộng đồng người dân, ai cũng được thưởng lãm, ai cũng được cảm nhận về cái giá trị của nó đúng không? Chứ không phải là anh chơi xong anh cứ để cây ở nhà thì một mình anh ngắm, càng nhiều người ngắm, càng nhiều người xem thì đấy chính là cái thành công lớn nhất của của người chơi, cũng như của chủ nhân mỗi tác phẩm, cũng như là của ban tổ chức.
Thì đấy là cái mà em thực sự ấn tượng, quay những cái hôm mà những cái flycam bay buổi tối quay đông nghịt, xong là người còn chen lấn nhau, phải nói là tuyệt vời. Và cái điều mà ok nhất là chính là ban tổ chức đã bảo vệ, đúng không, an toàn tuyệt đối cho các tác phẩm, rồi chăm tưới cây phát triển rất là khỏe, xanh tươi đấy. Cây nào gần như là vào đây là ra nó một hình thái khác nhờ, cây nào cũng khỏe xanh tươi, nó đủ nắng đủ gió, sân nó thoáng rộng, đúng rồi đấy. Hôm đi cắt mà hôm nay lúc mang về thì này, cây lại đang ra lớp lộc lơ tốt, nó lộc tốt, quả thực là rất nhanh, cho nên chơi cây cái cốt yếu vẫn là cái không gian. Không gian mà rộng thoáng thì mình tạo tác nó nhanh, đúng rồi. Cứ để cây mà nó thiếu ánh sáng, thiếu u tối thì là mình làm rất lâu. Và em nhận thấy là ở Nghệ An này ấy, thì khi mà vào thăm vườn của bạn Thắng ấy, anh hiểu, tức là em thấy là những cái phôi của bạn ấy mua từ cái đợt, kể cả mua của em ấy, của anh, của mấy bạn em ấy, là mang về vườn chăm phát triển nó gấp mấy lần ở ngoài kia luôn. Mà cái điểm rất là hay là cái màu da của nó thì rất là đẹp, nhưng mà cây thì lại phát triển rất khỏe. Đấy là cái điểm mạnh mà em nghĩ là Nghệ An sẽ khai thác được và phát huy rất là tốt. Thì bởi vì anh em mang cây vào là nhìn thấy rồi, thì nhiệt độ nó cứ chênh với ngoài mình mấy độ. Thì nếu như mà cây mà càng nắng xanh, đặc biệt cái cây xanh càng nắng thì cái độ già, độ phát triển nó càng nhanh. Thì tốc độ mình làm càng nhanh tới đích, đúng không? Đúng rồi. Đấy, cho nên là cái lợi thế của anh em Nghệ An. Nhưng mà nếu như mà người ta biết khai thác cái điểm mạnh đó thì người ta đầu tư thì nó còn hơn anh em mình. Chắc chắn là hiệu quả, đúng không? Chắc chắn là hiệu quả. Bởi vì là về mặt nguyên tắc đối với cây thì hiện nay anh em mình cứ thấy rằng là cái cây mà nó lên giá được hay không là do sự biến báo, đúng không? Sự thay đổi, sự phát triển. Nó ví dụ như mua một cây bằng này, nhưng mà chỉ một năm rưỡi nó to bằng này hạn, thế thần thái rồi các thứ rồi cái cốt cách của nó thay đổi đi là lên tiền thôi. Thì ở đây lại phát triển cái đó lại rất là tốt, thì cũng là cái hiệu quả hơn các tỉnh anh em mình ngoài kia, sẽ hiệu quả hơn. Nếu như mà người ta đi đúng đường đúng lối thì người ta sẽ hiệu quả hơn. Đúng rồi, gấp rưỡi ít nhất là đúng rồi, gấp rưỡi so với ngoài mình. Đấy, thì là trên video này là chia sẻ quý vị các bạn, nên là bật bí những cái gọi là cái cơ hội, đúng không? Cơ hội kinh doanh, cơ hội đầu tư cho các anh em Nghệ An. Mặc dù là thời gian trong cái cuộc triển lãm lần này thì anh em Nghệ An cũng đã coi như là chốt được một số rồi đấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó vẫn còn rất là nhiều cơ hội. Đấy. Anh em Nghệ An đã nhìn cốt nào ra cốt đấy, đã đầu tư từ những cái giai đoạn trước đây, đúng không? Mà như quý vị thấy là cái sự tinh tế và sự gọi là chuẩn mực, đúng không? Cái gọi là cái tầm nhìn của anh em Nghệ An rất là chuẩn. Tất nhiên là anh em thì cũng có những cái sự tư vấn của một số các cái chuyên gia thì để chọn những cái cốt cây. Thì như quý vị các bạn thấy đều là những cái đồ chơi cực kỳ là quý như thế này. Anh em đã có tầm nhìn, tư duy chọn những cái cốt đặc biệt, rất đặc biệt. Cách đây 3 năm thì anh em mua những cái cây nó nói chung là nó bình thường quá. Nó đơn giản, đúng không? Đơn giản quá. Chỉ có một vài chục triệu, 5-30 triệu đồ nát thôi. Rồi. Nhưng mà cái lúc, bởi vì là anh em lúc mới chơi đây là ra người Nga Sơn, Thanh Hóa đi mua cây mà. Vâng. Đầu tiên thì, đầu tiên ra Nga Sơn hả? Của anh với cây. Vâng. Thì anh nói luôn, anh bảo là tiền đang ở túi mình, cây ở thiên hạ đang nhiều cây đẹp, nên là cứ bình tĩnh mà mua. Rồi. Mua làm sao nó chất lượng, có một cái sân chơi nó đảm bảo cái soi kỹ, ui quý lắm. Đấy, cho nên là sau này chơi anh em nó cũng tiếp cận nhanh. Nhanh. Phải nói anh em tiếp cận nhanh. Anh em nó chịu khó học hỏi, đột phá. Đột phá, chịu khó thay đổi tư duy. Và em có nhớ là hồi lần đầu tiên lúc cả anh đi vào mà cái vườn cây toàn cái cây đấy. Rất bình thường đấy. Sau đó thì bọn em thì cũng có những cái tư vấn để cho anh em Nghệ An là có bước đột phá, thanh lọc hết hoàn toàn đấy, gần như thanh lọc hết, thì để mới chọn được những cái cốt đẹp quý như thế này thì bây giờ anh em mới có để mà chơi chứ. Nếu có cái đồ như này là bắt đầu đến cái giai đoạn là cũng gấu rồi đấy, cũng không sợ Hà Nội nữa đâu rồi đấy. Bây giờ càng luyện càng tự tin rồi đấy, rồi đúng không? Giờ tự tin rồi. Đây đồ chơi như này quá đẹp. Rồi kể cả những cái cây đẹp như này, tuyệt vời chưa? Đây.
có cả không thông tin đây, hình như là không biết là có để bán không này. Đồ giờ thì có đưa cả công khai này. Đấy, 0983766999. Cây đẹp chưa? Quá đẹp. Hình như là cái cây này cũng giữ lại ở Nghệ An hay sao hả anh nhỉ? Đúng không? Đúng rồi. Cây này. Đây, đúng rồi, cái này của bạn Long Bùi Vinh để lại cho anh em Nghệ An giữ để anh em chơi. Một cái cây kiểu dạng trực núi nhiều đầu. Đơn giản nhưng mà rất nhiều tiền đấy. Khá là công phu. Đây, bế mạc cái cuộc triển lãm nói chung là lịch sử của Nghệ An thì ngày hôm nay rất ấn tượng, cái phôi đặc biệt của đặc biệt. Như này là sẽ một cái cơ hội để mở ra cho anh em Nghệ An có một cái tư duy, tầm nhìn, đánh giá, nhận thức về cái phong cách chơi, đặc biệt là cái lối chơi của người Hà Nội, của những nhà vườn lớn, đúng không ạ? Đấy, thì tôi tin rằng là sau cái cuộc triển lãm lần này thì sẽ có một cái làn sóng, có một cái tư duy nhận định khác biệt, và sẽ làm cái bước đột phá cho cái phong trào chơi cây cũng như là cái đam mê của anh em Nghệ An. Đấy, thì cũng thay mặt ban tổ chức thì xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị anh em, các nhà vườn đã mang các tác phẩm đến đây để trưng bày dù đường xá xa xôi và tham dự các cái cuộc khai mạc cũng như là ngày năm nay sẽ là bế mạc cái cuộc triển lãm Quỳnh Ngọc Quỳnh Lưu lần này. Đây là một cái niềm tự hào và vinh dự của anh em Nghệ An. Tôi cũng chỉ là một người góp phần một chút trong việc đi mời cũng như là đón tiếp anh em. Còn lại tất cả đây thì do anh em Nghệ An làm hết. Điều đó là quá tuyệt vời và chúng ta cũng cảm ơn anh em Nghệ An, đúng không? Cũng đã tổ chức một cái sân chơi rất là bổ ích, tạo một cái môi trường để anh em giao lưu các miền với nhau, các nhà vườn với nhau, để có cái cơ hội để trưng bày, để khoe các cái tác phẩm, những cái sản phẩm của mình đến với cộng đồng anh em làng cây trên cả nước. Và cũng chúc cho quý vị thành công với cái đam mê của mình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.